Vâng, mic thì em chưa chỉnh nha các bác nhá. Em cứ cắm thì em alo thôi. Chưa chỉnh, chưa vặn. Vâng, em nói qua về cái bộ sản phẩm này để nói là cực kỳ là chất lượng và hay, đẹp. Đấy, cái điều quan trọng nhất là các bác bày nó rất là gọn, xinh, đẹp. Nó ở cái gì ạ? Nó thể hiện ở loa này. Tổng thể loa thì em không cần thiết các bác phải nhiều loa. Một đôi loa full của BB 2010C hàng bãi và một quả sub 3G audio hàng Trung Quốc xịn. Đấy, em nói rõ luôn nhé, hàng mới nhưng mà rất là hay. Hàng này đương nhiên nó sẽ đắt tiền hơn cái hàng em bán, hàng nhập nhà TD. Hàng đó hàng hãng nhập nhưng vẫn rẻ hơn hàng Trung Quốc này. Đấy, em cũng chia sẻ rất là nhiều tại sao con sub 3G hàng mới này em thường ghép với những bộ chất lượng cao, nó rất hay. Loa thì các bác biết rồi nhé, nó là VIP rồi. Đẩy STV Duo S8.8 24 sò, các bác biết rồi nhá. Nó rất là nổi tiếng, vang DBL Acoustic cơ lai số và bộ mic không dây hàng bãi, mic vịt tím các bạn. Nói chung đây là toàn là hàng tuyển chọn thôi. Sẽ chuyển về cho em trai, em giấu tên, giấu mặt và em khách này thì đã chuyển tiền đến tại cửa hàng mua hàng bên em và đã đưa tiền cho em cách đây từ hồi tháng 4, bây giờ là tháng 8, 4 tháng rồi các bác nhá. Ngày mùng 8 tháng 4 và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8. Còn 2 ngày nữa là đầy 4 tháng. Bạn khách đến lấy về để dùng. Hôm nay bạn khách mới xây xong nhà, mới hoàn thiện. Đấy. Không quay mặt nhỉ. Bạn khách giấu mặt, giấu tên. Nói chung là các bác thưởng thức tiếp nhá. Nói chung về chất âm thì chắc là chấm hết rồi. Và đây em mời các bác thưởng thức chất âm nhá. Đây em cho một đoạn nhạc. Tiếng nó phê lắm các bạn. Giấu tên, bạn khách là giấu tên, giấu mặt cho em không quay. Đường bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lắng đầu mình. Đêm ngày lôi thề chờ nhau mộng thở. Đường sương gió gót chân mòn trên lối nhỏ, cũng đầu trong sương lặng. Ôi đời sao quá trời vơi. Cây ra còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lắng vai mềm, khô buồn ve sầu gọi nhau phương mơ. Hình bóng bao dấu xa rồi xin nhớ mãi, hiện thế phương năm nào. 33 triệu các bác nhá, 33 triệu khách ở Bắc Linh. Tình yêu đó đến
một bộ sản phẩm Ngọc Quang thấy nó cực kỳ là hoàn hảo và chất lượng. Cái độ đẹp thì em cũng đã từng nói với các bác, nó cực kỳ là đẹp và nhỏ gọn xinh xắn, nhưng mà đưa ra một cái công suất các bác thích nhỏ được và thích uy lực được trên bộ sản phẩm này đấy, chứ nó không to lù lù, không to như là những cái như cái tủ lạnh đâu các bác nhá. Bộ sản phẩm này em nói luôn các bác này, quả trầm này bát 40 cực kỳ là xinh và gọn, nhưng mà nó uy lực uy dụng cực kỳ. Còn lo full này là bát 25 thôi nhá các bác nhá. Đấy, bát 25 thì các bác biết rồi, nó rất là vừa vặn. Đây, cái chiều ngang của nó này hơi một gang em, khoảng gang rưỡi, thì nó rơi vào khoảng hơn 30. Đấy, nó rơi vào khoảng 3, hơn 30, khoảng 32. Chiều cao của nó thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 60 thôi. Đấy, một các bác tưởng tượng bộ này các bác cứ dùng vào những căn phòng 25, 35, 40 mét, các bác nghe và hát cao kê là rất là ưng rồi. Em thấy rất là ưng ý. Còn con đẩy kia thì nó thừa công suất. Các bác có thể ghép thêm một đôi loa 25 làm nữa hoặc là 30 nữa cũng được, nhưng là thừa công suất. Đấy, bộ sản phẩm này thì nó cực hay rồi. Một từ là cực hay. Và kê vào những căn phòng nhà mới của các bác chẳng hạn, rất là lịch sự, thì toàn là đồ xịn rồi. Thông báo toàn đồ xịn sò các bác. Đấy, em nói này thì hơi động đến những bác nào dùng cái loa to vật vữa như cái tủ lạnh, đúng không ạ? Các bác thấy chưa, bé nhưng hiệu quả. Mặt khách này rất là trẻ tuổi nhưng mà am hiểu về âm thanh, cũng đã trải qua rất là nhiều những bộ âm thanh, kể cả đắt tiền, kể cả hàng rẻ tiền cũng đã qua hết rồi. Nhưng khi chốt lại và đúc rút kinh nghiệm thì đây là bộ sản phẩm, nếu bác nào mua những cái sản phẩm chất lượng mà Ngọc Quang tư vấn thì các bác đỡ mất cái tiền học phí một lần, cố lên một chút thì các bác sẽ được những sản phẩm chất lượng và đẹp đẽ, hay và xứng đáng để trưng bày vào trong căn phòng khách của các bác. Đó, đẹp đẽ, sạch sẽ, lịch lãm và thưởng thức chất lượng, chất âm thanh, đấy, giá trị của nó nữa. Đấy, tất cả đây rất là gọn mà đủ hết chức năng các bác nhá. Em chỉ cần một đẩy, một vang, một mic và quyết định loa thì là trầm, chất lượng. Và cái loa full này chắc chắn là không có đối thủ để cạnh tranh về chất âm và độ đẹp, phải không các bác? Nó là tuyệt đẹp, tuyệt đỉnh rồi. Cảm ơn bạn khách mua từ hồi tháng 4, bây giờ tháng 8 mới đến mua, à mới đến đấy. Vâng, các bác thấy chưa? Ngọc Quang Bắc Giang thì là một nơi để các bác tin cậy và gửi gắm. Các bác chuyển tiền cho em, đặt tiền với em vài tháng trời, các bác sợ là em bán hết cái sản phẩm của bác. Nhưng mà những bác nào đã đặt tiền thì kiểu gì em cũng trả, để lại vị trí và giữ lại cho các bác những sản phẩm các bác đã đặt, không bao giờ bán mất của các bác được các bác nhá. Các bác nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy này. Các bác xem mà chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất bên Ngọc Quang đăng tải. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bye bye các bác.